Sau một năm bỏ việc và chịu cảnh thất nghiệp, tôi hiểu ra một điều quan trọng, phải dành thời gian làm ba việc này trước khi đối mặt với thử thách tiếp theo. Bỏ việc không có nghĩa bạn là kẻ bỏ cuộc, không đi làm không có nghĩa là bạn lười biếng. Nó chỉ đơn giản là bạn có gan từ bỏ thứ không xứng đáng với mình và tìm một giải pháp tốt hơn. Dưới đây là bài chia sẻ của The Wigan, một cây viết trẻ trên Medium, YouTuber chuyên về lối sống và phát triển bản thân. Tôi đã tự thất nghiệp được 17 tháng sau khi bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn ở London, Anh. Sau khi nghỉ việc ở doanh nghiệp, tôi dự định tạm dừng 2 tháng và tìm một công việc khác. Tuy nhiên, kế hoạch đã thất bại, nhưng tôi rất vui vì điều đó bởi tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời và cũng rút ra được rất nhiều bài học cho bản thân mình. Tôi biết rõ rằng thất nghiệp có thể là khoảng thời gian khó khăn và đen tối nhất đối với hầu hết mọi người. Bỏ việc, bị sa thải hoặc tốt nghiệp đúng khi thị trường suy thoái là một cú sốc đối những người lao động bình thường những đối tượng này chủ yếu được đào tạo cách làm việc chứ không phải cách sống và năm 2020 là một bài kiểm tra kỹ năng sống của họ. Đối với nhiều người, thử thách khả năng đối phó với việc không có việc làm là một trong những bài kiểm tra này. Tin xấu là chúng ta có thể bị kiểm tra theo cách này thường xuyên hơn nếu các số liệu thống kê trở thành sự thật. Tin tốt là khoảng thời gian nghỉ giữa các công việc không phải lúc nào cũng là một trải nghiệm tồi tệ. Tôi tin rằng sẽ rất tuyệt nếu bạn chọn coi đó là một cơ hội. Dưới đây là 3 điều bạn có thể làm để phát triển trong thời gian thất nghiệp và sử dụng nó làm bàn đạp cho thử thách tiếp theo của cuộc đời mình. Một, Tạo dựng khởi đầu mới Công việc có xu hướng xác định con người. Thông thường, khi bạn gặp một người mới, một trong những điều đầu tiên bạn giới thiệu về bản thân là nghề nghiệp chính thức của mình. Vì vậy, khi bạn đánh mất mỏ neo đó, bạn có thể đánh mất ý thức về con người của mình. Hoặc, bạn có thể chọn xem đó là cơ hội để xác định lại bản thân. Tôi đề nghị cái sau điều đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ việc là rời london nơi tôi sống vào thời điểm đó để tách mình hoàn toàn khỏi cuộc sống có liên quan đến sự nghiệp trước đây và để có được một góc nhìn mới tôi đã xin nghỉ vài tuần dành thời gian cho gia đình ở ba lan và quan trọng nhất là được ở một mình tôi mượn ô tô của bố và lái đến một số nơi xa xôi nhất mà tôi từng đến không có kế hoạch tôi cũng không có mục tiêu vấn đề chỉ đơn giản là ở với chính tôi với những suy nghĩ và cảm xúc của tôi và xem điều gì sẽ xuất hiện để xem tôi đang trở thành ai vì vậy trước khi bạn nhảy vào một công việc mới hãy tìm hiểu con người thực sự của bạn thậm chí bạn không cần phải ra nước ngoài để làm điều đó mà chỉ cần thường xuyên tạo ra một số không gian riêng để bản thân có thời gian lắng ên chính mình chính việc thoát khỏi cuộc sống ở thành phố và dành thời gian tránh xa những phiền nhiễu đã giúp tôi xác định con người mà tôi muốn trở thành hai thiết kế lối sống lý tưởng của bạn và thử mọi công việc đều đi kèm với một phong cách sống và thông thường lối sống đó khiến bạn ghét hơn là công việc bạn làm thất nghiệp là thời điểm hoàn hảo để hình dung cuộc sống lý tưởng của riêng bạn và thử thực hiện nó ví dụ nếu bạn làm công việc hành chính tại một văn phòng ở trung tâm thành phố và bạn sống ở vùng ngoại ô bạn có thể xem xét một số hoạt động như dành nhiều thời gian xa nhà cơ hội để giao tiếp với các đồng nghiệp nhiều hơn đi ăn ngoài hoặc tự chuẩn bị bữa trưa mặt khác nếu bạn làm việc ở nhà đây là một số ví dụ bạn có thể cân nhắc đến mặc quần áo thoải mái và nằm dài khi làm việc hoặc giặt đồ trong giờ nghỉ trưa ăn các bữa ăn tự nấu cần phải có kỷ luật tự giác hơn và tránh bị phân tâm nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu hãy nhìn vào lối sống mà công việc trước đây của bạn quy định và phân tích những điều bạn đã làm và không thích khi bạn đã có một thiết kế nháp hãy thử nghiệm nó để xem liệu bạn có thích sống theo cách này không tôi muốn kết hợp sự nghiệp và lối sống của mình sao cho có thể sống ở nước ngoài vài tháng một năm trở về sau chuyến đi ba lan tôi kết luận rằng mặc dù tôi yêu bản thiết kế cuộc sống đó nhưng việc đi xa trong một thời gian dài không hề dễ dàng cho mối quan hệ của tôi sau khi nhận thức được điều này, tôi hiện đã thu hẹp danh sách các nghề nghiệp tiềm năng của mình và không còn muốn làm việc trên một con tàu du lịch nữa. Cuộc sống làng quê hay thành phố, hành trình cố định hay thời gian linh hoạt, mỗi công việc đi kèm với một lối sống riêng. Tìm ra cách bạn muốn sống cuộc sống của mình sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại công việc mà bạn nên tìm kiếm. 3. Tạo cơ hội. Trong khi bạn đang thử những lối sống khác nhau, hãy thử cả những sở thích mới và những điều mà bạn có thể muốn làm trong công việc tiếp theo của mình và đối xử với chúng một cách nghiêm túc. Tôi đã thử nhiều thứ khác nhau trong những tháng qua, khác xa so với những gì tôi từng làm khi còn làm việc trong ngành xây dựng. Từ ghi chú phác thảo và podcasting đến tạo video YouTube và tất nhiên là viết lách like trên nền tảng trực tuyến. Mỗi khi tôi theo đuổi một sở thích mới, tôi lại tự nhủ, bây giờ đây chính là công việc của mình. Khám phá các ngành nghề khác nhau đã giúp tôi đạt được một số điều. Đầu tiên, tôi thu hẹp sở thích của mình và chuyển từ trạng thái tôi không biết mình muốn làm gì thành tôi biết lĩnh vực tôi muốn tập trung vào thứ hai tôi đã mở rộng bộ kỹ năng và danh mục kinh nghiệm của mình điều đó có nghĩa là tôi không phải lo lắng về việc có khoảng trống trong cv của mình và giờ đây tôi có thể nộp đơn xin việc trong các lĩnh vực mà trước đây tôi không có khả năng tiếp cận nói cách khác thay vì chờ đợi ai đó cho phép tôi có được trải nghiệm mà tôi muốn tôi đã tạo cơ hội cho chính mình trong khi bạn đang ở điểm dừng giữa các công việc hãy sử dụng thời gian này để thử nghiệm và đầu tư vào bản thân điều này sẽ khiến bạn trở nên khác biệt và khiến bạn cảm thấy thất nghiệp giống như một công việc và giúp bạn không rơi vào tình trạng trầm cảm vì thất nghiệp và nếu bạn lo lắng rằng việc nâng cao kỹ năng sẽ khiến bạn tốn nhiều tiền hãy tìm hiểu các khóa học trực tuyến miễn phí hàng đầu hiện có tôi đã từng đọc rằng chúng ta thường xuyên cập nhật thiết bị của mình nhưng lại hiếm khi tự cập nhật bản thân thất nghiệp dù là do quyết định của chính bạn hay của người khác chắc chắn là một thách thức nhưng hãy nhớ rằng bạn có quyền lựa chọn diễn giải nó theo cách bạn muốn bạn có thể coi đó là một thất bại nhưng cũng có thể coi đó là cơ hội để cập nhật hệ thống và tạo ra cuộc sống mà bạn hằng mong muốn